Đúng rồi, lên. À, vậy mà nó cũng cướp cho được nó mấy thằng điền này. Thì cứu thế nó thế nhỉ. Ê, lên chở tao chở này nè. Trời. Lên. Mẹ mày. Sao lại phá xe? À, lên không? Lên này, lên này. Lên, đại ca. Rồi, mốt rồi. Lên. Tao chở tao lên. Rồi, nó chơi xe nè các bạn ơi. Không lên luôn. Trời. Uầy. Mẹ nó cướp xe của mình các bạn. Con mở nó hai thằng. Con mở mấy thằng này láo lắm bạn. Nó cho láo lắm. Không chơi xe thì lên anh đèo. Ôi cái đít con mẹ. Trời ơi nó tung chết luôn các bạn. Đít con mẹ. Không biết mấy thằng này đi đâu nhỉ. Ê có thằng đứng đường. Nè lên không. Lên. Đi cùng. Ý, cái đi cùng mẹ này nữa. Ủa? Ủa, cây cứu này thế nha. Xuống mẹ ơi. Không, mình cũng xuống, mình quýnh chụp mẹ nó. Con mở nó cướp xéo mình. Mấy thằng nó chạy trên bản đồ nè, dí theo nó coi. Mấy cái băng rãng này nó gì quá bạn ơi. Nó chạy búa lùi xua hết đó, chả thấy đâu hết đó bạn. Đây nè. Nếu mình muốn chở nó thì nó không lên bạn ơi. Còn đập mình nữa. Lên không em? Ừ đúng rồi. Đi. Tao mày là chùm. Ok. Tao chở là mày chỉ có yên tâm thôi. Đó. Thấy ngồi rồi. Về đâu. Về đâu biết đâu luôn bạn. Cái bầy này này bạn ơi. Ui. Nói không biết. Giờ mình không biết đi đâu. Tại mình không có chỗ nào cướp được không ta. Mình để biết bạn. Thôi rồi. Từ, đừng có xuống, tao chạy đừng có xuống. Này, mua nhà không, có nhu cầu mua nhà không? Có nhu cầu mua nhà thì cứ mua nha. Có mấy cái chỗ màu đỏ là mấy này, liền mấy liền này mua hết rồi bạn. Không nạn không? Ui, trời. Mình còn kiếm gì đó mà để mình làm bạn. Đây đó bạn. Mấy này nó lẻ quá bạn. Nó vô lobby hết rồi bạn. Giờ mình sẽ có một đội đua gì đó mình cũng chả biết nữa bạn. Sẽ có nhiều thứ đua. Giờ mình cứ chạy một vòng. Đúng rồi, thằng kia rồi. Thấy đúng không? Ê. Mày đâu? Đâu? Đua bạn. Tuổi nhanh quá bạn. Nó đâu rồi? Chờ mày ơi. Vô đường đất sao đua lại mình đó bạn. Không thể nào luôn á. Này nó sao vậy? Đúa. Như nữa bạn. Đua xe. Ôi kéo bạn ấy địt cái tung mình chết luôn bạn. Ôi gọi lấy gì nha. Má bóc đầu đồ. Ủa gì bóc đầu. Này chỗ sân bay các bạn. Đâu? Quẹo. Nó bị lát bạn ơi. Nó vượt ghê quá bạn ơi. À, đã thế là bố mình chơi điếm luôn vậy. Địt con ối. Ối. Mấy thằng liền này kìa. Ối. Đây là hàng xanh nè. Ối. Mấy thằng né kìa bạn. Các bạn, sau khi mình đã thay đổi đồng phục thành một doanh nhân rồi, mình muốn mua chiếc mô tô. Cái địt. Như trong đây có người bạn. Người bạn ơi. Ở đâu trên cái khúc này nữa nè. Nên gửi xe sao các bạn. Ý, sao lại vô cái nước trống. Úi, nóng nha. Nó xuống đường rồi. Mấy cái thằng này là nguy hiểm nè các bạn. Nó giết người tùm lum hết các bạn. À, cái băng đảng của mình mà có người đỏ nó mình sẽ dí tới cùng mày mà. Sao rồi nha. Này đúng không. Úi dồi. Ôi nha. Đâu rồi các bạn. Thôi rồi, nó đi đâu rồi á. Gã đua không? Vậy tao mới bóp hai cái bị chạy mẹ mày nói. Trời ơi. Không mà. Chạy không.
Nghe biết chạy đâu luôn mày. Cái đi cung. Thôi. Má thắng bóc đầu luôn á, mày điên không? Ủa. À nó mất máu nữa bạn. Mày sọc chó hả mày? Cứ xuống đe là xác định là mất xe. Ôi trời ơi. Muốn gì? Muốn gì? Mày chạy đâu bạn? À mình sẽ đứng bên kia bạn, mình sẽ đứng bên kia theo ý nó là vậy đúng không? Kia. Mày đứng bên kia đi. Sao đi lên nổi bạn? Ta forget nha bạn. Hèn chi. Trời trời. Rồi. Nữa hả? Anh đi mày làm gì ở đây đây? Nói chung là mình sẽ qua mafia trước bạn. Hãy vô gặp mấy thím mafia thử coi. Không. Giờ làm gì á? À. Chơi mèo có tiền bạn. Ngon, cuối cùng được chiếc xe đàng hoàng rồi bạn. Taxi nhưng mà đáng tiếc là taxi bạn ơi. Có hai thanh niên nữa bạn. Nhưng đang chờ taxi với bạn ơi. Mấy mày đâu? Hay một thằng xanh nữa bạn. Lên không? Lên không? Lên không? Lên. Ôi, má nó mất luôn rồi. Đây cái đường ra nè. Mình sẽ kiếm thằng khác, mình sẽ đi chở nó bạn. Cái thằng chạy xe đúng không? Cái vai. Ôi, lao nhanh thế. À, nó chạy dưới bạn. Dưới. Mà nó không biết cách xuống dưới bạn. Đây. Bay qua được nè, bay qua được. Đấy. Tụ họp với anh em, Ồ, hỏi xe. Lambo hả? Thôi. Dâu vậy? Không chạy nhanh hết bạn. Thôi. 133 vẫn chạy không kịp nha. Thôi. Thằng này định phiêu lưu hết luôn hả? Không, mình sẽ kiếm xe mạnh hơn bạn ơi. Mình đang dí theo cái thằng màu hồng hồi nãy bạn. Xe nó chạy nhanh quá bạn. À xe này chạy chăm tới trận 140 luôn hả? Chạy vô đường này có nhiêu đâu. Không ai cần chở taxi hay là gì hết bạn. Như có một đàn thanh niên trong hội trường nữa bạn. Mình không thấy nó đâu hết. Ok bạn, mình sẽ đi một đường du ngoạn về nhà của CJ luôn nha. Nhớ bạn, từ thành phố Las Vegas đến thành phố Los Angeles. Đúng không? Được, có hai thanh niên đánh nhau nè. Khoan. Tao tham gia tao. Trời ơi. Má băng đảng mình loạn lạc quá nha. Hay tao ké. Tao ké. Lên. Ôi cái gì con mẹ. Đừng có cháu đi. Mày thấy không? Mày thấy chuyện gì không? Ôi trời. Chưa không? Trời ơi. Mày có thanh niên nè. Dạ đấm chết mẹ nó. Quánh chết mẹ nó. Xuống nước chờ. Chết chưa? Nope. Ôi, chết rồi bạn ơi. Chắc chiếc taxi này các bạn. Nó là tại mấy anh kia nó đánh lộn ghê quá, mình phải vô mình xem xí rồi mình đi. Rồi. Thôi, cho mượn xe được không? Ôi, không. Ê, không mày. Ôi. Ui, bạn ơi, mình lên được máy bay luôn đó bạn. Đồ. Ok, vậy là mình có thể về nhà một cách gì rồi bạn ơi. Rồi, bạn lúc nhà mình có đi ra bạn. Có thanh niên có điểm vàng nè. Thôi mình đáp xuống coi sao. Gì đây? Lên không? Hơi phế bạn, lái máy bay hơi phế bạn. Đó. Ảnh kìa. Thì sao màu hồng nữa coi. Chắc, ui, mấy chiếc xe tăng luôn kìa bạn. Shit. Gì á? Ôi, bay lên. Này nó không biết gì hết bạn. Nè, đúng mang đạn chi gan khủng bố thiệt bạn. Hay lắm nào bạn. Lên em. Lên nè. Má mày cây cú thế nhỉ. Quýt ra. Bớt tranh giành nha. Tranh giành quýnh chích mặt. Ôi mẹ.
Bớt nhây lại. Đó, ok, lên được rồi các bạn. Mình đã chiếm giữ cái bay rồi của mình rồi các bạn. Chọn kia nó còn khủng bố hơn mình nữa các bạn. Đừng bắn nào nha ba. Úi, điệt. Máy xe đẹp thế. Mình sẽ quay lại chỗ đó các bạn. Chọn cái xe đẹp thế nha. Đi không? Thằng này không biết lái xe rồi các bạn ơi. Thôi rồi. Dém tùm lum. Lên, anh em lên 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 lên. Trời. Lên.